Rồi quý vị ơi, bên size 529, ba cây sâm hương ôm đá luôn nha, nằm trong chậu giả gỗ luôn nha. Đó nè, ba cây này là 220 bao ship luôn nha quý vị, 220k nha. Đẹp chậu lâu lắm rồi nha. Đó. Cây số 3, mấy cục đá này là tôi vẽ hoa văn họa tiết hết trơn nha quý vị. Tôi làm cái đường hốc hách rồi là rảnh rồi cho nhìn cho nó đẹp nha. Rồi quý vị chơi cho nó vui. Hoàng đốt ông đốt khói quá vậy, nói chuyện không có được luôn. Rồi ba cây 220 bao ship rồi, kết thúc luôn.